Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất khá là đẹp nhá. Khá là đẹp mà nó nằm trong xã Tân Hà, thuộc xã phát triển nhất trong 6 xã huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhá. Đây, đường này thì được người ta mới mở mang ra là đường rất là rộng này. Đường từ bên này qua tới bên này thì đâu đó nó được 6 mét, rất là rộng luôn. Thì từ giờ tới Tết là xong cái con đường này là đổ đường bê tông nha các bác. Nay mai là người ta sẽ triển khai, người ta giải đá xong rồi sẽ đổ lên đường bê tông. Cái đường này chạy ra tới đường nhựa. Đấy, đường nhựa ngay ngoài này này. Đó, đây cây xăng đây các bác. Đấy, cây xăng này nằm ngay đây, cổng chào ngay đó. Thì nó chỉ mất khoảng là 450m là ra tới đường nhựa đó rồi. Còn chạy lên trên này, trên này khoảng 800m nữa thì nó là trung tâm của xã Đan Phượng nhá. Đấy, nên phía trên này thì nó là trung tâm của xã Đan Phượng. Cây xăng này, trường học, ủy ban thì nó nằm ngay khu vực trên này, khu đông dân cư. Hàng quán, trường chợ, các thứ là cách là 800m nhá. Còn chạy ngược lại nó ra tới trung tâm của xã Tân Hà, xã phát triển nhất đó, thì mất khoảng là 4 cây số nhá. Hiện trạng là đường này là đường mới mở nên là mất khoảng là 450m là đi vào bằng cái đường đất như thế này, đường ô tô vào tận nơi nha các bác. Thì sắp tới đây là người ta sẽ đổ đường bê tông này, chắc tầm nay mai trong tuần đây thì người ta sẽ triển khai là người ta làm thôi. Thì từ giờ tới Tết là sẽ xong cái con đường này. Đó. Khu vực ở đây thì khu vực dân cư rất là đông luôn. Đó, ngay trung tâm của xã Đan Phượng, đất của mình thì giáp xã Đan Phượng nha. Ra tới đường nhựa chỉ có 450m thôi. Mà khu vực trong này thì nó lại là yên tĩnh nha. Dân cư ở rải rác, cứ khoảng 50m thì có một hộ dân ở nha các bác. Đây, trong này là có một hộ dân ở này. Và đi vào trong này thì 3-4 hộ dân trong này này. Phía dưới này, đi thẳng. Đường này là đường đi thông nha. Đường đi liên thôn. Liên thôn trong xã Tân Hà. Đó, dưới đây lại có một cái nhà nữa này. Đấy, cổng vào nhà người ta này. Đó. Thì đây là cái đám đất của mình nhá. Đám đất của mình sẽ từ đây, bắt đầu từ cái cục đá này, đổ thẳng vào trong. Tổng diện tích ở trong sổ thì nó là một xào 8 nha các bác, một xào 8. Thì cái mặt đường của mình nó từ cục đá này chạy lên trên kia thì được cái khoảng 35m cái mặt tiền đường này. Đó, 35m. Thì chạy sâu đâu đó thì nó một bên tại cái lô đất của mình nó bị xéo nha các bác. Xéo nên là nó hơi bị nhỏ hậu một chút. Thì nó cũng khá là đẹp thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì hết, nó không hẳn là nhọn. Thì đâu đó nó mất chỉ khoảng 5-6m nhỏ hậu phía sau thôi. Như chiều này thì được 35m. Thì phía sau thì được khoảng 24m, 24-25m nha. Thì từ mặt đường chạy sâu vào trong thì phía bên xéo này thì đâu đó được 70m. Còn phía bên thẳng bên này thì được khoảng hơn 60m nha. Đó. Thì nhân lên chia ra thì nó ra là một xào 8 nha. Hiện trạng là lô này á, là người ta đang làm sổ rồi, có trích lục rồi. Thì người ta bao ra sổ cho mình nha. Cái này thì các bác muốn an tâm á, thì mình có thể ra xã ký công chứng cũng được. Đó, được cọc đâu đó cho người ta 150-200 gì đó là ra sổ cái nè. Người ta sẽ lo sổ cho mình rồi ra sổ cái là mình công chứng sang tên chuyển nhượng cho mình nha. Đó, thì giá cho lô này á, người ta đang đưa ra chỉ có là 700 triệu cho toàn bộ lô đất này nha. Giá là giá bán, giá cứng luôn. Giá không thương lượng nha. Giá 700 triệu cho toàn bộ lô đất này. Đó, 35m mặt đường và chạy sâu đâu đó 65m từ mặt đường chạy vào. Thì nhưng mà nó hơi bị nhỏ hậu do nó khúc này nó bị xéo lên trên các bác nhá. Còn từ đây đi thẳng vào là nó thẳng luôn. Đó. Đất của mình thì thế dương, cao hơn đường. Đây, toàn bộ cái view dải đất của mình đây. Buổi chiều nha các bác. Hiện trạng đang là 4 giờ rồi. Đó, hướng đất của mình nó là hướng Tây Bắc nha. Hướng chính Tây Bắc luôn. Từ bên này nhìn thẳng qua, nó là Tây Bắc. Kia là nó là đường tỉnh lộ nhựa, nhìn thẳng ra tỉnh lộ nhựa đây thì 725 thì những cái hàng cây này này. Đó. Xe là đi băng qua hàng thông đó luôn. Rất là đẹp, các bác đến thì mình đi chui qua cái hàng thông đó rất là đẹp, đường tỉnh lộ nhựa mà.
Đây thì ra đây cái đường nhựa thì chỉ có 450 mét này. Khu vực dân cư đông, trường học các thứ đầy đủ. Mua đủ thứ tiện ích ngoài đó thì chỉ có 800 mét là ra tới đó thôi. Bên trong đất đây thì người ta đang trồng là cà phê nhá. Cà phê thì người ta còn cưa bỏ các bác. Đang cưa bỏ. Ở đây thì có gốc bơ người ta cũng cưa bỏ mất tiêu rồi. Trong đây thì có vài cây bơ các bác. Bơ này. Đó, bơ. Còn cà phê này giờ mình về mình múc bỏ thôi. Một xào tám thì trông chờ vào cà phê thì không ăn thua. Thì mình trồng cây ăn trái vào nhá. Đấy. Ở đây thì bờ biên là cái gốc dâu đây. Đó. Từ đây là mình đổ ra đường này. Đấy, cái hàng dâu này. Từ đây đổ ra đường cái bên bơ này của mình này. Đó, đi theo cái đây là bụi sắn nhá. Sắn của mì ấy. Đấy, theo hàng dâu này. Hàng dâu là bờ biên nha các bác. Đó, bên này của người ta, bên này là của mình này. Trong đất thì đang có trồng bơ. Cà phê thì được vài cây cũng khá là đẹp. Đây, có cây thì chưa hái cơ. Đấy, toàn bộ bờ bơ người ta ghép hết rồi. Đây, cà phê còn sót lại cây. Cây hai cây người ta chưa hái nha. Đất đỏ Ba Gian rất là đẹp nhá. Mà đất lại thế dương cao hơn đường. Người ta trồng dâu nuôi tằm các bác. Đấy, người ta mới đốn dâu. Đó, chiều sâu của mình vào tới cái bụi chuối này luôn này các bác. Đấy. Đấy, chiều sâu khoảng 60-70 mét là chiều sâu. Còn mặt đường thì được 35 mét. Phía hậu đâu đó thì được 24-25 mét nha các bác. Các thế dương rất là đẹp luôn. Đấy. Ở đây người ta còn cắm cọc lên. Cắm cọc đổ thẳng vào trong kia. Đó, từ đây đổ ra ngoài đường này. Ở đây thì view tuyệt vời luôn. Đây, cái đường nhựa của mình ngoài này. Đó. Học sinh đi về, đi học về này. Khu đông dân cư, đây cổng chào đây nha các bác. Cổng chào xã Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới đây. Và ngay cây xăng luôn. Chạy lên đây thì là nó là trung tâm rồi. Nhưng em bay flycam em có vẽ trên đó thì các bác thấy khu vực trên đó rất là đông nha. Rất là đông luôn. Đó, giải đất của mình thế dương rất là đẹp nha. View nhìn khá xa các bác. Khá xa, đẹp. Đó. Đấy, đất của mình là tới cái bụi chuối kia. Là cái bờ biên này. Đó, bụi chuối này. Bụi chuối là bờ biên nha các bác. Trong đất của mình là cũng có bơ rất là nhiều này. Này mình về mình trồng thêm cây ăn trái như sầu riêng, maca. Rất là đẹp luôn. View rất là đẹp luôn. Đó. Trong đây thì yên tĩnh rồi. Đấy các bác nghỉ dưỡng hay là mua một miếng đất mình để đó chừng vài ba năm thôi là đất cũng có giá. Để vào đất thì không bao giờ sợ bị lỗ nha các bác. Mà giá này rất là rẻ rồi, 168 mà chỉ có 700 triệu. Nằm trong khu vực của xã phát triển nhất trong 6 xã là xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Đó. Mình nên ra xã, mình an tâm thì mình ra xã mình coi ký công chứng cũng được. Cọc công chứng nhá. Đó, đường thì mới mở luôn. Giá người ta đã đưa ra là giá bán nhá, giá 700 triệu cho toàn bộ lô đất. Đó, đường rất là rộng luôn, đường rộng thanh thang luôn. Đó, từ đây này xuống dưới kia thì đâu đó được 35 mét. Mặt đường dài. Đường bê tông chuẩn bị đổ luôn. Từ giờ tới Tết là xong. Đường rất là rộng nhá. Ô tô đi lại thoải mái luôn. Mà đường là đường đi thông. Khu vực dân cư đông.
Đó, thì các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Đất là thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích là 1 sào 8, 1.800 m². Giá là giá bán không thương lượng là 700 triệu cho toàn bộ lô đất này. Đây, từ đây đổ thẳng vào trong này. Đấy, chỗ này là bị xéo nhá. Còn chỗ này là nó trên kia thì là nó thẳng vào đất luôn. Đó, nên là mình được cái mặt tiền nó dài. Đó. Rồi. Các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.